Vâng, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã đến với kênh của Nhất Vlog. Vâng, thưa các bạn, chúng ta cần một cái máy là coi như là mỏng nhẹ 1,3 kg, một cái máy là màn hình là Full HD với tấm nền DPS, và máy là có trọng lượng là 1,3 kg nha. Rồi máy có thể ngửa ra như thế này 180 độ đó. Và cái nữa là máy là hợp kim nhôm maze nguyên khối, nhôm maze nguyên khối nha. Thì hôm nay mình sẽ review một dòng máy, đó chính là dòng máy Dell Latitude, và đây là phiên bản là 7480. Vâng, thưa các bạn, thì đây là dòng máy là mình đã gửi về khách, yêu cầu là review cho máy, review máy cho khách và gửi về cho một vị khách ha. Thì đây là dòng máy mà 7480 là mình gửi cho một vị khách nè. Khách này là anh Đỗ Ngọc Khánh nè, thì anh này đang ở Hòa Bình nha các bạn. Đó, thì ở đây là coi như là anh ở là Lạc Thủy, Hòa Bình, thì anh cũng có về như là chuyển cọc cho bên Nhất Vlog. Thì vâng, thưa các bạn, thì hiện tại là anh có yêu cầu là review mà dòng máy này lên và gửi về cho anh đó. Thì sẵn hôm nay là mình sẽ làm clip mà review và mình test hết chức năng trên đây để gửi về cho anh Khánh đó. Vâng, thưa các bạn, thì đối dòng máy này thì các bạn nhìn thấy là về ngoại hình đi ha. Ngoại hình là máy là có một cái logo màu trắng nè, các bạn thấy không? Đây, ở đây là hợp kim nhôm maze đó, tấm nền màu đen. Xung quanh đây là mạ chrome nhôm maze ha. Đó, rồi các cổng kết nối, như là cổng USB nè, hai cổng USB 3.0 nè, đây là cổng HDMI xuất ra được 4K nè, đây là cổng USB Type-C nè, và đây thì chính là cổng là vị trí về sạc đó. Và qua đây thì các bạn nhìn thấy trên đây nó sẽ có về như là vị trí về cổng LAN Gigabit nè. Đó, đây là cổng USB nè, USB 3.0 ha. Thì suy ra dòng máy này chúng ta thường thấy là tới 4 cổng USB, 3 cổng USB 3.0, nó đây là 1 ha, 2, 3. Và đây thêm một cổng USB 3.1 nè, hay gọi là USB-C. Rồi, ở đây các bạn nhìn thấy đây là thẻ nhớ về thẻ SD nè, thẻ SD nè, đó. Rồi vị trí về gắn SIM 4G. Điều kiện có SIM 4G thì các bạn có về như là cái cạc 4G này ha, mic jack tai nghe 3.5. Ở phía đằng sau, của máy thì máy Dell Latitude và 7480 thì có có một cái license Windows 10 bản Pro. Đây là dòng máy là coi như là chúng ta nhìn thấy là Latitude 7480 ở đây đó, hợp kim nhôm maze luôn. Chức năng của máy, bàn phím. Về bàn phím thì các bạn nhìn thấy bàn phím của máy cũng khá là đẹp nè, thiết kế nè, những cái phím này chúng ta gõ này cũng khá là sướng. Tất cả bàn phím ở đây là đều là coi như là to hết, không có phím nào bị nhỏ trên đây, cho phép chúng ta làm việc về ban đêm nè. Bàn phím có led nha. Đó, đây là bản Core i5. Ở đây dòng máy này tới nhiều bản lắm các bạn. Bản Core i5 nè, 613, i5 7003, i7 66 và i7 76 ha. Đó, và màn hình có thể ngửa ra được là màn hình 180 độ như thế này, thấy chưa? Mặc dù chúng ta nghiêng ra như thế này mà chúng ta vẫn nhìn thấy hình ảnh được ha. Lý do là màn hình là Full HD với tấm nền DPS. Đây, bây giờ mình sẽ mở lên trên đây để mời chúng ta xem về cái hình ảnh về màn hình Full HD, tấm nền DPS nó sẽ như thế nào, nó đẹp như thế nào ha. Thứ nhất, độ phân giải của màn hình đây. Độ phân giải của màn hình đang là độ phân giải là 1920 và nhân 1080. Đây, cấu hình của máy, thì mình đang review gửi về cho anh Khánh ở đây. Đó chính là về như là Core i5 6003. Đó, và RAM ở đây là RAM 8GB. SSD là 256GB. Và Wi-Fi chuẩn là 8265 ha. Đó, GPU là HD Graphics 6520. Thì ở đây mình sẽ test về tất cả các cổng và kết nối trên đây để mời chúng ta xem. Vâng, thưa các bạn, ở đây là mình sẽ review và test đây nè. Thì đây là cổng USB nè, USB đây mình sẽ gắn vô nè. Đây, mời chúng ta sẽ cùng xem ha. Mình lấy tới 4 cổng USB ạ. Đây, bây giờ các bạn nhìn thấy trên đây là mình sẽ có về test nè, một cổng USB nè. Đó, mình mở lên ha. Đó, nhận được nha. Rồi tiếp theo là thêm cổng USB nữa nè. Là hai cổng nè, cổng thứ hai nha. Rồi đây. Ghim vào đây. Nhận được ha, các bạn sẽ nhìn thấy ha. Thêm cổng USB thứ ba nè. Đó. Bây giờ mình sẽ test trên đây.
Thì đây là giống như là y chang vị khách mà từ xa mà đang kiểm tra như thế này thôi. Đây. Đó. Và thứ tư nè, đây là USB và ở đây là mình sẽ đưa qua cổng là gọi là USB-C. Trên cổng DC ha. Thấy chưa? Hay gọi là USB 3.1. Đó. Mình ghim vào tiếp nè. Đó. Các bạn nhìn thấy là trên đây là gắn được khá là nhiều cổng đúng không? Sạc. Sạc đây là mình đang có về sạc, đây là pin phần trăm nè. Đó. Ở đây các bạn nhìn thấy trên đây nè. Sạc sẽ có được nè. Thấy chưa? Đây ăn. Đó, 18% nè. Thì lát nữa các bạn nhìn thấy trên đây nó sẽ lên được 19% được là ok ha. Trên đây. Rồi bây giờ mình sẽ rút cái USB ra. Một USB nè. 2 USB nè. 3 USB nè. Và 4 USB nè. Đó là 4 cộng USB. Rồi bây giờ các bạn sẽ thấy trên đây là mình sẽ có về là test cái phím. Test bàn phím nha. Bàn phím thì các bạn nhìn thấy trên đây là thực tại là cũng dòng máy mà coi như là phím cũng khá là bền bỉ và là gõ cũng khá là sướng. Mình sẽ test keyboard nè. Đây. Thì đây là phần về test phím. Thì thưa các bạn nhìn ở trên đây là những cái phím mà mình gõ ra muốn trắng như này nè. Là phím tốt nha. Đó. Đó. Đó, tốt nha. Không có gì nữa bạn. À, Windows nè. Rồi, lên xuống nè. Alt+F nè. Rồi, phím chuột phải, chuột trái nè. Đó, đầy đủ hết nha. Đó là phím tốt. Rồi, bây giờ mình sẽ kiểm tra cái thứ hai nữa là mình sẽ test gì đây. Test về mic. Mic nè. Kiểm tra micro. Rồi, bây giờ mình sẽ test về gì đây? Test về camera. Camera laptop. Đây ha. Thì trên đây các bạn nhìn thấy trên micro nè. Bây giờ mình thử ghi âm nè. Coi mic tốt không? Vấn đề như là chúng ta học online thì chắc chắn các bạn rất cần về mic và là webcam. Alo 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 alo. Đó, mic đang tốt ha. Webcam. Webcam thì đây là cũng phải là cho phép mới được nha. Trên đây. À đây chính là Nhất Vlog được các bạn. Nhất Vlog xin chân thành cảm ơn các bạn. Xin cảm ơn các bạn đã quan tâm và ủng hộ bên Nhất Vlog trong suốt thời gian qua. Thì trên đây là hình ảnh chính chủ nha các bạn. Rồi. Thì trên đây mình cũng review sơ bộ như thế này. Đó. Để mời chúng ta sẽ cùng xem. Rồi bây giờ mình sẽ test về màn hình. Màn hình của máy đây. Các bạn sẽ nhìn thấy trên đây là mình test về màn hình nè. Màn hình có tốt hay không ha? Ổn định hay không? Màn hình có điểm chết hay không? Thật sự nếu điểm chết mà dưới 5 điểm chết thì coi như là bình thường nha các bạn, không có gì để nói. Nhưng màn hình đây là gần như là không có điểm chết luôn. Theo mình khi mình nhập máy này về thì cũng có kiểm tra về màn hình, cũng khá là tốt và là ổn định luôn. Đây bây giờ mình sẽ mở lên nè. Các bạn nhìn thấy màu trắng không? Trắng hết ok là ok nè. Đó. Màu đen nè. Màu đỏ nè. Màu xanh nè. Đó, xanh dương nè. Đó. Vàng nè, xanh nè, đầy đủ hết nha. Có nghĩa là đây là các bạn nhìn thấy trên đây là màn hình cũng khá là tốt ở trên đây. Và thực tại là về máy cũng với một cái mức giá thì phân khúc là tùy theo dòng máy. Máy thì có giá là khoảng chừng là phân khúc giá là 10 triệu trên đây. Với một sở hữu một cái máy là màn hình là Full HD với tấm nền DPS. Thấy chưa? Thiết kế là khá là nhỏ gọn. Bây giờ đây là mình sẽ review sơ bộ trên đây, tổng thể trên đây để mời chúng ta sẽ cùng xem. Đây, clip ở đây là mình review như thế này. Thì mọi thông tin thắc mắc chúng ta sẽ là liên hệ tại là 159 Nguyễn Thái Sơn, phường 4 Gò Vấp, 0922 422 422. Một lần nữa là Nhất Vlog xin chân thành cảm ơn các bạn. Xin chào, hẹn gặp lại chúng ta ở những clip tiếp theo. Đó, cảm ơn các bạn rất nhiều nha. Đây là một vị khách ở Hòa Bình cũng đã tin tưởng và ủng hộ bên Nhất Vlog. Thì một lần nữa là Nhất Vlog cũng rất là cảm ơn. Và mình đóng gói mình gửi ra tới Hòa Bình nha các bạn. Rồi, xin chào, hẹn gặp lại. Hẹn gặp lại chúng ta ở những clip tiếp theo. Về ngoại hình trên đây. Thì sẵn đây là mình cũng dán tem để mình gửi về cho khách cái. Để các bạn xem luôn. Trực tiếp ha. Đây. Thì thực tại là coi như là máy của khách thì mình cũng làm chi tiết và bài bản như này. Thì ở đây là mình cũng dán một cái tem ở đây. Thấy chưa? Đó. Để chúng ta xem ha. Thì đây là dòng máy mà Nhất Vlog cũng dán tem ở đây. Đó, nay là tháng 12 nè.
đó, 11 tháng 12. Và ở đây là chúng ta sẽ nhìn thấy trên đây là có chữ ký, đúng cái chữ ký của Nhất Vlog nè. Thấy chưa? Thì các bạn sẽ nhận ha. Đây. Rồi, clip ở đây là xin tạm dừng ở đây. Xin chào, hẹn gặp lại. Hẹn gặp lại chúng ta ở những clip tiếp theo. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Trên đây ha, dòng máy của Nhất Vlog.